Ủa bữa nay em không có tuyển sinh hả Huệ? Dạ em đi tuyển sinh với Mai nữa. Rồi sao anh em với em đi sớm được hả? Vậy vì chương trình này. Thế thì bài hát đầu tiên là bài hát tiếng Khmer. Với điệu múa Tâm Hoàn, xin mời quý vị chúng ta cùng cổ vũ một bài hát ca chương biết sao. Hãy chào hết tay đây. Không cắt lại được á. Cắt lại được sao? Tại vì mình tay lại lại có bè vô luôn không? Bè vô chung luôn. Để nó đồng giá kể đi. Cái ca để thôi. Sao là phải sợ dưới mà sợ cho đi nha. Em biết không? Em tên Hùng. Đâu lắm rồi em làm với nhau luôn. Qua ai vậy hả? Qua dạ dạ. Yeah.
Bên kia phải hiện cái đó em cho ông gì nè. Ê chờ
hết chín. Lại kéo lên nha, để chung gói nhảy các quần à. Ừ, kiểm tra quần rồi, phải đây. Chuẩn bị nha, điệu nhảy hết sức là sôi động. I love you.
Thank you.